Các chế theo dõi chuyện thì đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới khi ra nhé. Let's go! Sư huynh, thuộc hạ của Thẩm Lãng bắt vợ con của ta đi rồi. Hiện tại họ có tin tức gì hay không? 1 giờ trước đã thả về rồi. Khổ đầu Hoa nói nhận được 100 triệu tiền vàng tiền chuộc thì đã thả người về rồi. Sư huynh, ta biết ta không sống nổi nữa rồi. Mong huynh nhận tình sư đệ mà chăm sóc cho người nhà của ta. Không cần đâu sư đệ, quốc quân đã hạ chỉ giết hết cả nhà của người. Sư đệ, chúng ta phải động đến gia pháp rồi, ngươi nhịn một chút nhé. Bệ hạ nói rồi, phải lột da của ngươi rồi treo ở cột cờ. Sư huynh, từ từ đã, cho ta uống thuốc mê đi. Tiểu sư đệ thực sự là không chịu nổi. Thật là có lỗi, nhưng mà ta phải nghe tiếng thét đau đớn của ngươi, như vậy quốc quân mới có thể hạ giận. Vì gia tiết thị, vì hắc thủy đài, ngươi đành phải chịu đựng một chút vậy. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Đại đốc chủ, nghĩa phụ, gia chủ, báo thù cho ta giết Thẩm Lãng. Cùng lúc đó, người nhà còn lại của Yến Vĩ Y tổng cộng là có 8 người. Giết. Vâng. 2-3 người nhà của Yến Vĩ Y bị giết chết sạch. 1 giờ trước, phủ hầu trấn Viễn Quốc Thợ, phủ trấn Viễn Hầu Tước, Tô Nan đã nhận được thông tin, thậm chí hắn còn biết kết quả sớm hơn cả quốc quân. Thằng nhóc này, thật là lợi hại đến mức này sao? Tâm cơ sâu sắc đến mức này ư? Thậm chí đã tính toán mọi thứ rồi. Biết ta định dùng Hà Vũ Vũ để hại hắn, nên hắn phản đoàn nơ độc ác, quá là độc ác rồi. Ta không nóng vội rồi, ta quá là nóng vội rồi. Nếu ta không chủ động ra tay, tên nhóc này căn bản là không thể nào gây tổn thương cho ta, cũng không tìm được điểm yếu của ta. Bây giờ Tô Kiếm Đình vô duyên vô cớ bị gắn tội làm nhục Hà Vũ Vũ. Còn Vu Oan, Lý Văn Chính, nguyên rủa thái tử lại trở thành mưu đồ của Tô Nan ta, nhằm kích động đấu tranh kịch liệt ở trong triều đình. Không thoát được rồi, lợi hại. Tên xúc sinh Thẩm Lãng này lợi hại quá. Tiếp theo phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị xong, chẳng lẽ phải hành động ngay lúc này hay sao? Bố cục ở Ngô Quốc chưa hoàn thành, bố cục ở Sở Quốc cũng chưa xong. Không, không thả lóng vội. Linh Nguyên Hiến nhiều nhất là chỉ đến bắt Tô Kiếm Đình, hắn vẫn không dám động đến ta. Với đội quân cướp bóc của Khương Quốc ở đây, hắn không thể nào động vào ta. Một khi động đến ta, không chỉ tỉnh Thiên Tây sẽ rơi vào hỗn loạn, mà quân đội của Khương Quốc hoặc sẽ tràn vào lãnh thổ của Việt Quốc để cướp bóc, hoặc tham gia vào cục diện chiến tranh của Lam Âu Quốc. Ngay cả Linh Nguyên Hiến cũng không thể nào gánh nổi hậu quả này. Thẩm Lãng, tiếp theo đây, ngươi và gia tộc Kim Thị sẽ chuẩn bị đón nhận những đợt tấn công mạnh mẽ và trực diện hơn từ ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Ta sẽ khiến cho gia tộc Kim Thị của nhà ngươi chết không có chỗ chôn thây. Hắc Thủy Đài làm việc, bắt lấy Tô Kiếm Đình, bắt lấy Tô Kiếm Đình. Người dám cản trở giết không tha. Một lúc sau, xem ra những người hầu ở trong phủ trấn Viễn Hầu đã thấy qua không ít chuyện, chẳng hề hoảng loạn chút nào. Mặc Thủy Đài, Vạn Hộ Dư, Vạn Đình. Nhưng mà trong phủ hầu tước cũng không tìm thấy Tô Kiếm Đình. Bái kiến trấn Viễn Hầu. Thế tử Tô Kiếm Đình, tấn phủ hầu tước Huyền Vũ, bệ hạ vô cùng tức giận, đặc phái ta đến để bắt thế tử, chỉ là trong phủ lại không thấy bóng dáng của thế tử đâu. Tô Kiếm Đình à, y không có ở kinh thành, mấy ngày trước đã rời đi rồi. Con không dậy, cha phải chịu trách nhiệm, nếu không người cứ bắt não phu đi. Không dám. Bệ hạ có chiếu chỉ, lệnh cho Tô Lan gặp mặt. Ồ, được được. Đi thôi, đi thôi, vào cung thôi. Thư phòng của Vương Cung. Tội thần Tô Lan bái kiến bệ hạ. Tô ông xin đứng dậy, xin đứng dậy. Tô Kiếm Đình đi rồi sao? Đúng vậy. Khương Vương Alo Kang sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 49.
Thần thì không đi, nhưng mà Kiếm Đình là thế hệ trẻ, vẫn nên đi một chuyến. Có thật giật mình, chỉ một chút tin đồn đã vội vàng sắp xếp cho con trai chạy trốn. Người ở Hắc Thủy Đài nói rằng khi Tô Kiếm Đình rời đi, Hà Vũ Vũ còn chưa kiểm tra thi thể xong. Vụ án còn chưa sáng tỏ mà đã vội vàng chạy rồi. Chắc là thực sự đã làm chuyện gì đó đại nghịch bất đạo chứ gì. Lại còn đi đến nước Khương, nghĩa nào là đang muốn gài ta. Bệ hạ, không biết là Tiểu Khuyển phạm phải tội gì vậy à? Mấy ngày trước chẳng phải có một viên quan thanh tra dâng sớ báo cáo rằng vài tháng trước, Tô Kiếm Đình đã dẫn theo võ sĩ tấn công phủ hầu tước Huyền Vũ, cố ý ám sát thân mẫu là Tô Cố Tử, tức là cô của hắn, Tô Tư Tư hay sao? Việc vi phạm đạo lý như vậy, chậm thật sự là không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Chính là đại đạo tặc Khổ Đầu Hoan đã lấy danh nghĩa gia tộc Kim Thị tấn công phủ hầu tước Huyền Vũ. Ngày đó, con trai Tô Kiếm Đình không có ở Huyền Vũ Thành, mà lại đang ở Thiên Tây Thành. Vào tối hôm đó, hắn còn cùng con trai của Đô Đốc Thiên Tây Thành tỉnh uống rượu làm thơ, có rất nhiều người có thể làm chứng. Quyết Nam cam chịu về điểm này, lão thần cũng có lỗi, xin bệ hạ giáng tội. Tô Kiếm Đình rõ ràng là đang tấn công phủ hầu tước Huyền Vũ, giờ ngươi lại có thể để cho con trai của Đô Đốc Thiên Tây Thành làm chứng. Ngươi đang nguy hiếp chậm hay sao? Thiên Tây Thành tỉnh đều là người của ngươi sao? Ngươi còn không biết ngươi phạm phải tội gì thì chậm giáng tội gì? Tóm lại, có tội thì là có tội. Cái gọi là tóm lại có tội thì là có tội là ý gì đây? Ý ngươi là quả nhân bị vu oan hay sao? Chậm muốn hạ lệnh chém luôn đầu của thằng cha già này, nhất định là phải nghĩ cách tiêu diệt gia tộc Tô Thị, nếu không tương lai Tô Thị sẽ tạo phản. Ha ha, Tô ông nặng lời rồi. Được rồi, đứng lên đi. Bệ hạ, lần này Trương Sung suýt chút nữa là chết trong tay của đại lý tự. Đại lý tự có trách nhiệm không thể nào chối cãi, lão thần nghĩ rằng phải có hình phạt thích đáng. Lão thần xin mạo muội đề cử thượng thư đại lý tự, Tiểu Khanh Vương kinh luân kế nhiệm chức quận trưởng Bạch Dạ và tiền huyện lệnh Vạn Niên. Vương Khởi Hoa đảm nhiệm chức thành chủ trấn Viễn Thành. Lão tặc, ngươi đang điên cuồng thử thách, ngươi đang xâm phạm điên cuồng vào giới hạn của trẫm. Đối mặt với sự kiên quyết của Tô Nan, Việt Vương thấu hiểu rằng thời cơ chưa đến, đành phải kìm nén cơn giận, chấp nhận đề nghị. Đề nghị của ông rất là hay, quả nhân sẽ cân nhắc thật kỹ. Người đâu, đưa ông về phủ, đưa Tô ông về phủ. Sau khi Tô Nan đi, thật là thú vị, thật là thú vị. Con chó già này cuối cùng cũng lộ ra lanh vuốt rồi, giả vờ ngốc nghếch như vậy để lừa ai đây? Ý nghĩ chậm không làm gì được hắn hay sao? Thật sự nhớ lại chính sách mới, nếu không bị thất bại, đã sớm có thể theo xu thế dẹp yên những lão quý tộc không nghe lời này rồi. Thẩm Lãng đâu? Đang bị trói ở bên ngoài. Vậy ba roi đã đánh hay chưa? Đánh rồi ạ. Vậy lại dùng áo giáp mềm nệm dưới mà đánh hay sao? Không, là nệm dưới công chúa Linh Viêm mà đánh, cho nên những nô bộc ở phía dưới không dám đánh nữa. Nệm dưới Linh Viêm, lệnh nệm dưới Linh Viêm. Hay thằng chó Thẩm Lãng này, ngươi ngủ với Linh Viêm rồi. Nhà giam Thẩm Lãng. Phụ hoàng, là con chủ động ngủ với hắn không liên quan gì đến hắn. Không đúng, cũng không phải là con chủ động, là Vân Mộng Trạch hạ thuốc vào rượu của bọn con. Con và Thẩm Lãng đều là người bị hại, đều là lỗi của tên khốn Vân Mộng Trạch kia. Linh Viêm, ngươi biết rõ Thẩm Lãng không thể xử lý đại sứ của đế quốc, nên đã đổ hết trách nhiệm lên hắn đúng hay không? Ngươi vẫn còn ngủ được. Dội nước cho hắn tỉnh dậy cho ta. Tuấn Chỉ, đồ tồi đừng ngủ nữa. Thẩm công tử tỉnh rồi,